Rồi, 43 tập hợp em gấp ở đây. Bởi vì anh có một thông tin cần phải thông báo ngay lúc này. Ủa anh Vinh, mới mùng 3 Tết bọn hết áo bằng hay sao mà đi mặc cái áo rách rưới dữ vậy? Đúng rồi, cái thằng dốt. Thời đại bây giờ người ta phải mặc áo rách rưới như thế này nè. Đừng bị đặt cái chất. Trẻ trâu. Anh Vinh, mùng 3 Tết anh tập hợp tụi em ở đây. Có chuyện gì quan trọng thì anh thông báo luôn đi. Để tiết kiệm thời gian, anh còn nhà đám bạn kéo nữa. Phải rồi, em với thằng Cường đang chơi lô tô. Nhưng mà phải bỏ giữa chừng để tới đây nghe thông báo nè. Mấy đứa về nhà soạn đồ quăng vô ba lô liền, đi lên Sài Gòn quay phim 5 ngày. Chiều nay mấy giờ xe tới vậy anh? 3 giờ chiều nay là xe tới rồi đó. À, lần này lên Sài Gòn mình quay vlog hay là quay phim điện ảnh vậy? Phim điện ảnh. Tưởng đâu quay vlog thì còn dễ, chứ còn quay điện ảnh là thấy áp lực rồi đó. Ê, còn tao với ông Quang có đi theo mày lên Sài Gòn quay phim không vậy? À, đi theo lên Sài Gòn thôi chứ không có cần phải quay phim. Này ní, không quay phim lên Sài Gòn để làm gì? Theo giữ trẻ. Đây là con chó cáp mà sinh nhật mình các bạn, mấy đứa hùng tiền lại để tặng cho mình. À, còn đây là con sỉ quýt game, cáp đó mình chơi trò chơi giành được nè các bạn. Đó, bây giờ mình sẽ lấy ba lô để đựng đồ để đi Sài Gòn. Mở ra sẵn luôn. Đây là cái áo khoác mà mình thích nhất luôn nè các bạn, không thể thiếu nữa rồi. À, tiếp theo mình sẽ lựa áo thun nha. Đi Sài Gòn 5 bữa mình sẽ chọn 4 cái áo với 4 cái quần. 1 hour later. Mình đã chuẩn bị hành lý xong rồi. Bây giờ thì dắt vali lên xe lên Sài Gòn quay phim. Mình đi Sài Gòn hoài à, nhưng mà mình thấy đi chung với team là vui nhất. Tranh thủ lên xe mấy đứa ơi, không thôi trễ giờ. Dạ anh. Đi đi. Mình với anh Đại với anh Thanh sẽ ngồi chỗ này nha các bạn. Đó, vô thôi, vô Đại. Ngồi ghế trước cho đỡ xe nha các bạn. Chị Thảo ơi, chị có đem bọc không? Có, mình chi vậy? Cho em xin 4-5 cái thôi. Ủa, con đựng gì mà nhiều dữ hả? Sáng ăn hơi nhiều, sợ không đủ bọc ói. Trời ơi, con cha mày yếu dữ cưng. Em biết đâu. Lần này tụi mình lên Sài Gòn quay phim 4 ngày, sẵn quay vlog cho các bạn xem luôn. Bình thường anh Vinh quay mấy cái clip thử thách, ẩm thực, chán rồi. Bây giờ anh chuyển sang quay phim cổ tích với lại mấy cái clip du lịch cho nó mới mẻ. Sài Gòn rồi. Đây, tụi mình đã từ Đồng Tháp lên tới Sài Gòn nha mọi người. Tụi mình sẽ ở trong khách sạn này đây. Nãy đi lên có đứa nào mở đâu? Mấy bạn ơi. Có đứa nào ở không? Dạ không. Không ai ở luôn. Chứ gì đây, em có uống nước chống ói rồi chứ nó không có sợ. Hên, hồi nãy có không? Không có phải không? Không. Rồi lên ngõ phòng mới thôi. Điên cả nặng thôi. Ngay lúc này mình sẽ đi bấm chuông từng phòng đủ tất cả thành viên lên lầu 11 để mà tắm nha mọi người. Đây, vào đây coi. Phòng này đầu tiên đi. Phòng của ai ta? Bấm lộn chuông cái mất công nữa. Ai vậy? À. Chào các bạn nha. Đây là phòng của Chí. Giới thiệu luôn đi. Xin giới thiệu các bạn, đây là căn phòng của mình với Đại ở chung. À, các bạn nhìn đi. Màu sắc thiết kế của căn phòng này rất là dễ chịu luôn. Chứ lại rút kinh nghiệm từ Vinh. Các bạn nhìn đi, căn phòng nào á thiết kế càng đơn giản, bài biện càng ít á thì lại càng sang trọng nha. Anh Vinh, đi chơi đợt này thì em rút kinh nghiệm luôn. Cái phòng em á để quá trời đồ rồi, cái nào cần thiết á thì em để lại, còn cái nào không cần thiết em dục luôn, chứ mỗi lần muốn dục á là thấy tiếc rồi. Bởi vậy tiếc tiếc để cái phòng tùm lum chứ. Đúng vậy rồi, rồi đi tắm nè, lên lầu 11 tắm hồ ơi. Ok rồi, tắm rồi đây. Rồi tới phòng tiếp theo mình rồi, chị chuẩn bị đồ đi tắm nha. Em chuẩn bị đồ. Ok của Vũ Thành. Phải rồi anh ơi, cái phòng này em với anh Cường với anh Hùng ở nè. Phòng này nè, có chỗ thiết kế rất là hay luôn á anh Vinh. Từ trên phòng nhìn xuống dưới đường để mình ngắm cảnh. À, đứng ở đây ngắm cảnh được phải không? Đúng rồi. Rồi còn Hùng nữa, trong căn phòng này cứ ấn tượng chỗ nào không Hùng? Cái phòng này hả, cũng đẳng cấp như cái phòng hồi năm ngoái vậy đó. Mà có này kỳ cục lắm anh. Cái gì kỳ cục? Tự nhiên ở trong là cái nhà tắm, ở ngoài để cho cái rèm, lỡ như mình đang tắm người ta dỡ cái rèm lên rồi sao mình tắm được. Lộn phải, đúng ra cái rèm này phải nằm bên trong cái phòng tắm. Đúng rồi. Sao kỳ ta, chắc do kiến thức mình nông cạn, mình suy nghĩ không được. Các bạn ai biết được cái nguyên nhân tại sao cái rèm để bên ngoài, các bạn thì giải thích comment phía bên dưới để cho tụi mình biết nha. Tiếp theo tới phòng bên đây. Đi tắm thay đổi đi, thay đổi đây của
của ai đây? Ủa gì anh? Ủa thành áo đi tắm. Tắm gì anh? Lầu 11 trên này có hồ bơi, này không tắm thôi nha. Ê, em không tắm, em làm nữa, em nữa. Cái nữa. Đi tắm nữa, lục đồ ra nhanh đi. Đợi kìa. Đi hôn. Rồi, tiếp theo tới bên này. Hả? Phòng bên này của... À, của ông Dương, phòng của Dương. Đúng rồi, phòng này có em với chị Thảo ở à. Nè mà các bạn ơi, cái giường với cái ổ chuột này nè là của chị Thảo đó. Còn cái giường này á, cái là của mình. Đặc biệt tối hôm nay tụi mình sẽ ngồi như đây và đọc cái quyển này. Đúng, đệ tử của anh là phải đọc sách. Cái gì vậy? Bánh mì kẹp thịt bò bằm với cà chua rau diếp phô mai. Ủa cái này menu mà. Ủa tối nay chán không chết mình mới gọi đồ ăn, ăn cho đỡ chán xong Vinh. Thằng tôi tưởng nó thay đổi rồi, nó đọc sách, ai ngờ đâu nó đọc menu kiếm đồ ăn. Giờ đi tắm không? Lộ 11, tắm hồ bơi. Rồi đi liền luôn. Rồi bây giờ chúng ta chuyển cảnh sang hồ bơi thôi. Thôi anh lên trước nè, anh lên trước mấy đứa tắm rồi mấy đứa tắm quá lạnh. Cuối cùng mình cũng đã biết cái thời điểm này không có ai tắm rồi các bạn ơi, tại vì nước quá lạnh mà anh Vinh rủ tụi mình đi tắm là sung nhất luôn. Anh mới nhảy xuống đây được cái xong rồi anh về phòng rồi các bạn ơi, bỏ cái đèn mình đây luôn nè. Tao là hải tặc đây, ai muốn làm thành viên trên thuyền của tao? Tao là hải tặc các bạn ơi. Năm ngoái cha mình không có cho đi quay cho nên mình mới nghỉ, còn năm nay cha mình cho đúng cái lúc mà anh Vinh đi Sài Gòn mình được đi ké xuống quá các bạn ơi. À, là cái đây là cái gì vậy? À, đây là cuộc thi bơi của tổng team Tony. Giờ vị trí đây 1, 2, 3 bắt đầu. Về nhảy các bạn ơi. Tôi với bạn uống nước trà. Anh vậy đâu các bạn ơi. Bầm qua bơ. Theo Hồng nó lại bỏ luôn mày. One hour later. Tắm trước rồi. Lên lên đi bạn. Nãy giờ tắm cho cái đồ nó đẹp mọi người. Trời ơi, tắm chưa có đã nhưng mà về phòng hết trơn rồi. Thôi còn mình đây à, thôi về phòng luôn các bạn ơi. Several days later. Đây là phần đoạn cuối cùng luôn nha mọi người. Thì sau khi quay xong ngày hôm nay thì ngày mai team mình sẽ đi về quê. Thì cảm xúc của mấy em như thế nào, hãy chia sẻ em có cảm xúc là anh đi nở em ngồi với kem. Khỉ khô quá. Đợt quay lần này rất là vui luôn các bạn ơi. Quay nhiều điểm ở trên Sài Gòn lắm. Được quen biết được nhiều người nha. Biết được nhiều chỗ nữa. Còn mấy đứa thì sao? Mấy ngày hôm nay quay phim mình được làm thú bông dữ quỷ. Ngọn cái đít luôn. Trời ơi mình rất là mệt luôn. Mỗi chân chết luôn nè. Và sau khi quay xong mình cảm thấy rất là vui và sảng khoái luôn mấy bạn ơi. Và hy vọng trong tháng 3 này bộ phim này sẽ được công chiếu cho tất cả các bạn cùng xem nha. Các bạn ơi, bắt đầu bộ phim này mình 64kg. Mà quay tới giờ kết thúc bộ phim này mình tuột xuống còn có 60kg nha. Quay phim xong mình sẽ ở lại Sài Gòn và không quay phim chung với anh Vinh được. Chừng nào rảnh mình sẽ về thăm mấy bạn nha. Bây giờ cũng là 6-7 giờ chiều rồi, phải tí nữa tụi mình về á là tụi mình sẽ ngủ liền để sáng mai còn đi kịp tí nha. Được rồi thì hy vọng mọi người sẽ yêu thích cái vlog này của team mình. Đừng quên đăng ký kênh, bấm like và bấm vào cái chuông nha các bạn. Hãy nhớ là tháng 3 đón xem cái bộ phim này nha. Bye bye. Nào ai đâu mà hiểu. À chó. Tới lúc con gái tay nè chị ơi. Đợi đi chứ nó. 1 2